Xin chào anh em, xin chào quý vị. Mới về được lô ổ cắm hàng tồn kho bên Nhật, có nghĩa là hàng mới tinh chưa qua sử dụng anh em nhé. Cực kỳ xịn luôn và bán giá cực tốt cho anh em. Mình Audio ở đâu Hà Nội, địa chỉ như trên tấm biển màu đỏ anh em nhé. Giá cực tốt là 350.000, bao ship cho anh em luôn. Lô cắm này cửa bao ship cho anh em. Lý do 350.000 mà vẫn giá cực tốt bởi vì anh em thấy này, 6 lỗ này, ổ tận 6 lỗ cắm và có công tắc riêng cho từng lỗ. Đó, xịn chưa? Thường thì ngày xưa cửa hàng bán những cái ổ đây là ổ đã qua sử dụng này. Với cái ổ này ngày xưa cửa hàng bán tận 350.000 rồi. 4 lỗ. Mà đây còn tận 6 lỗ mà lại chưa qua sử dụng anh em ạ. Cực kỳ xịn luôn. Đây là hàng chưa qua sử dụng và hàng tồn kho, hàng đấu giá bên Nhật về anh em nhé. Ổ lỗ cắm màu xanh, đèn led màu xanh, dây rất chất lượng luôn. Những cái ổ này thì công suất rất lớn, 150W chịu tải, nghĩa là anh em dùng thoải mái luôn cho các thiết bị đồng thời một lúc đó. Có hộp, có bao bì đầy đủ luôn. Có nút reset để giả sử quá tải thì nó reset lại. Nó giống như những cái ổ điện 220 ở Việt Nam. Và anh em lưu ý là những ổ này chỉ dùng cho thiết bị bãi nhá. Có nghĩa là thiết bị chân dẹt, chân cắm dẹt thì mình mới dùng. Còn hàng mà điện 220 thì nó dùng chân tròn, không cắm được đâu. Nên là anh em lưu ý, có nhu cầu thì mình cũng tìm hiểu, thì mình cũng xem kỹ đặt hàng. Cửa hàng sẽ gói tận nơi cho anh em qua Viettel hoặc Bưu điện. Thu COD cũng được, hoặc các bác chuyển khoản tất càng tốt. 350.000 bao ship. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em.